Nay thầy Quyến cùng em đi ôn lại cái nội dung bài hóa trị và công thức hóa học. Để hiểu nội dung bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần hiểu về khái niệm về hóa trị trước. Nội dung phần này thì nó có 3 ý. Ý thứ nhất là về hóa trị, ý thứ hai là về tính hóa trị của một thành phần trong hợp chất hai thành phần. Khi biết hóa trị một thành phần, ý thứ ba là biết hóa trị của hai thành phần thì lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi hai thành phần đó. Vậy thì hóa trị là gì? Thì chúng ta hãy hiểu ngắn gọn như sau. Hóa trị là một con số biểu thị khả năng liên kết của một nguyên tử hay một nhóm nguyên tử trong phân tử chứa nó. Vậy thì chúng ta cần hiểu ngắn gọn là hóa trị là một con số. Đấy, là một con số. Nhớ là nó là một con số. Con số này được ký hiệu với số la mã như là 1, 2, 3 và cái chấm cho đến 7. Chúng ta chỉ học hóa trị tối đa là 7 thôi. Hóa trị là một con số biểu thị cho khả năng liên kết, biểu thị khả năng liên kết của một nguyên tử, hay là một nhóm nguyên tử trong phân tử. Đấy. Vậy thì khi học về khái niệm hóa trị thì các nhà khoa học yêu cầu chúng ta phải nhớ là hóa trị của Hiro. Hóa trị của Hiro là 1. Đấy. Chúng ta nhất định phải nhớ hóa trị của nguyên tử Hiro là 1. Tại sao lại vậy? Bởi vì nguyên tử Hiro nó chỉ cấu tạo nguyên tử của nó chỉ có một hạt nhân của nó chỉ có một điện tích dương và lớp vỏ của nó chỉ có một electron thôi. Và phản ứng hóa học chỉ liên quan đến lớp vỏ ở ngoài cùng. Do đó mà cái khả năng Hiro tạo ra liên kết chỉ là 1. Và chúng ta nhớ hóa trị của Hiro để làm vốn đầu tiên. Và cũng xuất phát từ hóa trị của Hiro là 1 thì từ công thức H2O thì chúng ta sẽ tính được hóa trị của oxy. 1 Hiro là hóa trị 1, 2 Hiro là hóa trị 2. Một nguyên tử oxy liên kết với hai nguyên tử Hiro trong phân tử này, suy ra là oxy có hóa trị 2. Đấy. Và tương tự như thế thì H2O có thể viết thành HOH, cho nên là một cái nhóm nguyên tử OH này liên kết với một nguyên tử Hiro, do đó mà cái nhóm OH này có hóa trị là 1. Vậy thì chúng ta phải nhớ đầu tiên để làm vốn khi học bài hóa trị. Bài đầu tiên của hóa trị là chúng ta nhớ để làm vốn là nguyên tử Hiro có hóa trị 1, nguyên tử oxy có hóa trị 2, nhóm nguyên tử OH có hóa trị là 1. Vậy chúng ta phải nhớ nó để làm vốn. Cũng xuất phát từ cái hóa trị của một số nguyên tử hay một nhóm nguyên tử làm vốn này thì chúng ta đi tiếp đến phần thứ hai là tính hóa trị của một thành phần trong hợp chất có hai thành phần. Thì trong hợp chất, giả sử hợp chất có hai thành phần là A và B và có công thức hóa học là AXBY. A có hóa trị là A nhỏ, B có hóa trị là B nhỏ. Thì nội dung của quy tắc hóa trị được phát biểu là trong một hợp chất thì tích chỉ số và hóa trị của thành phần A sẽ bằng tích chỉ số và hóa trị của thành phần B, nghĩa là A nhân x sẽ bằng B nhân y. Vậy trong cái biểu thức này thì nó rõ ràng nó có 4 thừa số A, X, B, Y. Thì bao giờ chúng ta sẽ biết 3 thừa số là X, B, Y. Thông thường ta sẽ biết 3 thừa số đấy. Vậy người ta yêu cầu chúng ta phải tính hóa trị của thành phần A. Thì A sẽ bằng B nhân Y chia X. Ví dụ trong trường hợp này, trường hợp thứ nhất là công thức là NH3. Thì trong công thức này là hợp chất có hai thành phần này là N và H. Thì ta biết hóa trị của thành phần H là 1. Thì từ hóa trị của thành phần H là 1, ta tính hóa trị của thành phần nitơ theo quy tắc hóa trị như sau: 3 nhân 1 chia 1 được 3. Tương tự nó chỉ có thành phần hydro trong hợp chất này thì 4 nhân 1 chia 1 được 4. Đấy. Vậy là từ đây ta nhìn thấy cái chỉ số của hydro là bao nhiêu thì thành phần còn lại liên kết với nó có hay chỉ là bấy nhiêu. Vậy tới đây ta thấy là hydro chỉ số đây là 1 thì suy ra clo có chỉ 1. Chỉ số hydro trong hợp chất này là 1 thì cái phần còn lại liên kết với nó là nhóm nguyên tử NO3 là 1. Chỉ số hydro của hợp chất này là 2 thì cái phần còn lại là SO4 có giá trị là 2. Trong hợp chất H3P4 thì tự dễ dàng ta suy ra là nhóm P4 có giá trị là 3. Vậy trong hợp chất của một nguyên tử liên kết hydro hay một nhóm nguyên tử liên kết hydro thì chỉ số của hydro sẽ là hóa trị của thành phần liên kết nó. Đấy. Thế còn trong hợp chất với oxy thì sao? Hay với nhóm nguyên tử khác thì sao? Thì ta thấy trong hợp chất này là có hai thành phần là sắt và O. Ta biết hóa trị của thành phần O là 2. Thì áp dụng quy tắc hóa trị ta có là 3 nhân 2 chia 2 được 3. Tương tự như thế thì thành phần tiếp theo là CO2O. Oxy có giá trị 2 thì 1 nhân 2 chia 2 được 1. Tương tự công thức tiếp theo FeO thì chỉ số không có gì ta hiểu là 1. Oxy hóa trị 2, 1 nhân 2 chia 1 được 2. Sắt trong hợp chất này có giá trị 2. Thế trong hợp chất CrCl3 thì ta nhìn từ bên đây Cl có giá trị 1. Sau này chúng ta là phải thuộc những cái phần còn lại hợp chất có hydro đứng trước thì gọi là axit, thì cái phần còn lại liên kết với hydro thì đấy gọi là gốc axit. 3 trong hợp chất CrCl3 thì hóa trị crom sẽ được tính là 3 nhân 1 chia 1 được 3. Vậy đây có crom hóa trị là 3. Cu thì đến cái phần đến cái hợp chất này thì rất nhiều học sinh bị sai. Thì ở đây người ta cho biết cái nhóm SO4 có giá trị là 2 và chỉ số trong cái nhóm SO4 này không đóng màu mặc gì, ta hiểu chỉ số nó là 1, tức là có một nhóm nguyên tử SO4 thôi. Cho biết hóa trị của nhóm SO4 là 2, tính hóa trị của Cu trong cái hợp chất này thì ta thấy là 1 nhân 2 chia 1 được 2. Đấy. Thì tổng quát lên thì ta có công thức là R2ON thì O có giá trị 2. Dễ dàng ta tính ra là N nhân 2 chia 2 được N. Đấy. Tương tự như thế thì ta thấy là oxy có giá trị 2. Thì đến đây nhiều bạn cứ nghĩ rằng là sắt sẽ có giá trị Y nhưng không phải vậy. Các bạn nên tính theo đúng quy tắc hóa trị là Y nhân 2 chia X được 2Y trên X. 2Y trên X các bạn có thể viết thành 25 mã nhân Y chia X cũng được. Vậy nội dung phần này đã giúp chúng ta nhớ lại được hai ý, hiểu được hai ý là hóa trị là một con số biểu thị cho khả năng liên kết của một nguyên tử hay một nhóm nguyên tử. Chúng ta phải nhớ hóa trị của hydro là 1, hóa trị của OH là 1, hóa trị oxy là 2. Và thông qua trong hợp chất có hai thành phần, khi biết hóa trị của một thành phần thì ta tính được hóa trị của thành phần kia bằng cách áp dụng quy tắc hóa trị như thầy vừa biểu diễn. Vậy thì nội dung tiếp theo, nếu biết hóa trị của hợp chất của hai thành phần thì ta lập công thức học của chúng như thế nào, làm thế nào để nhanh.